Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video này để rõ thêm về cái lưỡi cắt hợp kim. Thì cái lưỡi này thì có một anh khách đã mua, mới mua buổi sáng, buổi chiều mang lại cho tôi á. Thì lý do mang lại là có gãy là hai cái răng hợp kim của nó. Thì anh nói là sao mới mua về cắt nó bị gãy. Thì lý do là anh đi thử một cái thanh sắt như nè. Sắt này dày gần 5 ly nha. Đây tôi đo cho người xem. Đó, khoảng 4 ly 8, 4 ly 7 đó. Ha, vậy gần 5 ly. Thì cắt những cái lưỡi hợp kim này mọi người lưu ý mới mới lần đầu đi cắt thì chúng ta phải biết cái kỹ thuật cắt. Còn nếu mà không có kỹ thuật cắt thì chúng ta phải lựa những cái sắt gì nó mỏng mỏng để chúng ta cắt thử. Khi nào quen tay rồi người ta cái cắt dày, nhưng mà tôi muốn nói thêm cái lưỡi này cái thông số của nó cho phép chỉ từ 4 ly trở xuống, mà này mình cắt tới gần 5 ly thì nó đã là quá cái sức chịu đựng của nó. Mặc dù nó cắt được nhưng mà nó lại không có bền nữa, thay là cắt một đường là hư lưỡi chúng ta. Nên khi mà cắt á thì mọi người cũng lưu ý là phải kiềm tay đó. Cái tốc độ của con này là 13.000 vòng một phút thì mình xài máy tầm khoảng từ 10.000 13.000 vòng, còn nhỏ quá cắt cũng không có được đâu nha. Đó thì cái này thì nó đã bị gãy hai cái hợp kim rồi đó. Thì bây giờ tôi sẽ cắt lại như mọi người về cái thép này. Cũng dày 4 ly 7 luôn đó, bằng lưỡi hợp kim thì tôi đã gắn sẵn trong cái máy đây ha. Cái lưỡi này tôi đã cắt nhiều lần rồi, tôi đã test bao nhiêu lần cho mọi người rồi ha. Thì bây giờ tôi sẽ cắt lại cho mọi người xem về cái này và cắt nó kìm phải kìm kỹ tay như thế nào. Tại sao mấy thằng nước ngoài nó cắt rất là đẹp đó mà nó không có vấn đề gì, mà trong khi mình thì mình lại không có cắt, mình không có cái biết kỹ thuật á, mình cắt nó dễ bị bề mẻ răng giống vậy. Thì mọi người lưu ý mấy cái mẻ răng này tôi không có bảo hành đâu nha, cái này là kỹ thuật người cắt hoàn toàn ha, không có hành đâu. Mình cắt phải cắt từ từ cắt, mà cái này giống như cắt đá là đâu có được, đá mà mình đưa vô nó giặt giặt thì đâu được đó. Khi mình xài những cái này thì mình phải biết nó là cái gì để mình làm nha, chứ mình xài mà vô tội vạ thì nó hư hư hỏng thì mình phải chịu trách nhiệm về cái này đó thôi. Ok, thôi bây giờ tôi sẽ cắt cho người xem nha, cắt bằng cái này rồi ha. Mình coi
đó. Rồi ha, thì cái video này tôi nói mọi người á, chỗ là khi mà cắt những cái lưỡi này á, nó rất là nguy hiểm, nên mình phải cắt là cái tay mình phải kềm kềm phải chặt đó, không có được đung đưa được. Thì ở đây tôi đã cắt cái thằng này là sắt dày là 4 ly 7 đó, mà rất là khó cắt nha. Thì khi mà mọi người thao tác tôi cũng vui lòng là dù mình cắt những cái thằng dưới nó thôi, tôi chuẩn nó là dưới 4 ly, thì mọi người cắt 4 ly trở xuống. Và khi cắt những cái đó, thì mọi người vui lòng những cái tay rồi mình phải kềm này nọ. Còn nếu mình chưa có kỹ thuật cắt thì vui lòng chọn những cái độ sắc nó mỏng thôi, chứ mình đừng có thấy cắt mình đưa cái thằng sắt dày nó cắt. Cái thứ hai là khi mình kéo vào á, khi mà mình kéo cái lưỡi vào thì mình kéo từ từ, chứ mình gặt một cái thì nó giật sao mà được. À đó, khi mà mình kéo cái lưỡi á, cái máy vào cái vật liệu cắt á, thì mình kéo từ từ nha, kéo từ từ ok thì nó mình mới kéo tiếp. Chứ để mà mình kéo và giật giật thì nó làm sao mà nó không mẻ lưỡi cho được đó. Thì thôi, cái video này tôi chủ yếu là nói để cho mọi người hiểu hơn về cái kỹ thuật cắt của mấy cái thằng lưỡi hợp kim này. Lưỡi hợp kim này cắt nó rất là nguy hiểm, nên cắt những cái gì mình cũng phải am hiểu về kỹ thuật của nó hết nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ha. Rồi, cảm ơn, xin chào.